Phùng Ngọc Huy về Việt Nam đi hát hội chợ, khán giả phản ứng bất ngờ. Mới đây, nhiều đoạn clip Phùng Ngọc Huy biểu diễn tại một sân khấu hội chợ ở Duy Xuyên, Quảng Nam được chia sẻ trên mạng xã hội. Nam ca sĩ mặc trang phục lịch lãm gửi lời chào tới khán giả. Đã 8 năm rồi Phùng Ngọc Huy mới trở lại, xin dành một tràng pháo tay cho khán giả Duy Xuyên. Sau đó, anh gửi đến người xem nhiều ca khúc sôi động sau 8 năm vắng bóng sân khấu ca nhạc. Ngoài các bài hát solo, Phùng Ngọc Huy thể hiện những ca khúc song ca với ca sĩ Châu Khải Phong. Đông đảo khán giả vỗ tay reo hò cổ vũ và hát theo thần tượng. Nhiều người còn cầm điện thoại quay lại tiết mục của nam ca sĩ. Trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy đăng tải loạt ảnh kỷ niệm buổi biểu diễn, đồng thời bày tỏ sự xúc động khi khán giả cùng nhau thắp sáng đèn flash để cổ vũ anh trong lần đầu trở lại sân khấu sau nhiều năm xa xứ. Bên cạnh đó, ca sĩ Châu Khải Phong cũng khẳng định đây là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời và sự nghiệp của hai anh em. Những ngày qua, thông tin Phùng Ngọc Huy về Việt Nam đoàn tụ với con gái là Vi thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước đó, năm 2015, anh qua Mỹ định cư, con gái ở quê nhà với mẹ là diễn viên Mai Phương. Sau khi Mai Phương mất vào năm 2020, là Vi được hai cô bảo mẫu chăm sóc. Trong 3 năm, Phùng Ngọc Huy không về Việt Nam khiến anh đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Xót xa, nỗi khổ và oan ức của Phùng Ngọc Huy. Mới đây, việc ca sĩ diễn viên Phùng Ngọc Huy trở về Việt Nam đoàn tụ cùng bé La Vi, con gái của anh với cố diễn viên Mai Phương, khiến nhiều người xúc động và bày tỏ sự vui mừng cho hai cha con. Diễn viên Ốc Thanh Vân, người bạn thân thiết của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương, chia sẻ nỗi xót xa với những điều mà Phùng Ngọc Huy hứng chịu, những nỗi oan ức của Huy mà Huy không giải thích. Bài chia sẻ này của Ốc Thanh Vân khiến khán giả xót xa cho hoàn cảnh Phùng Ngọc Huy suốt 8 năm qua. Năm 2010, Phùng Ngọc Huy và Mai Phương quen nhau. Năm 2013, Mai Phương mang thai La Vi. Thời điểm đó, Phùng Ngọc Huy chưa sẵn sàng làm cha. Trong thời gian yêu nhau và mang thai, Mai Phương và Phùng Ngọc Huy nhiều lần chia tay, sau đó tái hợp để cùng lo cho con gái. Khi La Vi 1 tuổi, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi. Mai Phương một mình nuôi con, còn Phùng Ngọc Huy sang Mỹ tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Năm 2018, Mai Phương mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời vào tháng 3 năm 2020, đúng vào thời điểm dịch Covid bùng phát. Khi Mai Phương ra đi, nhiều người đã trách móc Phùng Ngọc Huy, thậm chí chỉ trích anh với những lời lẽ nặng nề. Lúc đó, Phùng Ngọc Huy đã hoàn toàn im lặng, không lên tiếng giải thích bất cứ điều gì. Mãi tới hôm nay, diễn viên Ốc Thanh Vân, một người bạn thân thiết với Phùng Ngọc Huy mới tiết lộ, 8 năm ở Mỹ là 8 năm nam diễn viên vô cùng khó khăn về kinh tế cũng như chịu nhiều ấm ức mà không biết nói cùng ai. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, Ốc Thanh Vân kể, có rất nhiều chuyện đã xảy ra với Phùng Ngọc Huy, có giai đoạn Huy lần lượt mất đi người thân trong gia đình, rất nhiều người luôn, kể cả Mai Phương nhưng không thể làm gì, không thể về được, cũng không được gặp con. Điều đó thật là khủng khiếp, Huy không về được và cũng không thể nói với ai, có nhiều thông tin sai lệch, bị hiểu lầm. Tôi thấy rất tội, nhưng tính Huy là vậy, không chịu giải thích. Ốc Thanh Vân chia sẻ. Cũng theo lời Ốc Thanh Vân thì Phùng Ngọc Huy luôn ấp ủ dự định bảo lãnh con gái sang Mỹ. Trong khoảng thời gian đó, để trang trải cuộc sống, nam ca sĩ vừa đi hát vừa bán hàng online, mỗi ngày chỉ ngủ 5-6 tiếng đồng hồ, đều đặn gửi tiền từ Mỹ về Việt Nam để hai bảo mẫu nuôi nấng chăm sóc con gái La Vi. Có thể thấy dù chịu nhiều điều tiếng không hay, anh chàng vẫn không lên tiếng. Và ngày hôm nay, khi cha con trùng phùng là quả ngọt xứng đáng cho Phùng Ngọc Huy sau nhiều năm nỗ lực nơi